Vâng, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình cũng quay sơ qua cái cóm và hợp hiện có ở bên mình. Thì cũng chia sẻ với mọi người một số vấn đề về chim cảnh nha mọi người nha. Đấy, thì như đây là cóm Hồng Yến nè mọi người. Đấy, đây là cóm Hồng Yến. Đấy, thì nó là chuyên cho dòng hồng nha mọi người nha. Đấy, nó là chuyên cho dòng hồng. Đấy, thì mọi người chăm Hồng Yến á, mọi người cho ăn cóm này nè là nó sẽ lên cái màu rất là đẹp nha. Mọi người chỉ cần cho ăn cóm thôi là nó sẽ lên màu đẹp. Nó là chỉ chuyên cho Hồng Yến nha mọi người nha. Nói chung là chim nào ăn cũng được, nhưng mà như Hoàng Yến và Bạch Yến á, ăn vào thì nó lại ra màu hồng nha. Đấy, nên là cái này mọi người muốn nó là chuyên cho Hồng Yến. Đấy, còn đây là cóm cho Hoàng Yến nè mọi người. Đấy, Hoàng Yến là nó dùng chung cho Bạch Yến nha mọi người. Đấy, Bạch Yến, Thanh Yến là Bạch Yến, Thanh Yến và Hoàng Yến là nó ăn chung một loại này nha. Đấy, thì mọi người có cho Hoàng Yến rồi nó ăn thì nó ăn cái loại đây là chim nó lên rất là đẹp nha, cái màu nó lên đẹp. Đấy, thì còn đây là hạt đây mọi người. Hạt đây thì bây giờ mình có hút chân không luôn cho mọi người luôn. Đấy, thì một túi như thế này sẽ là 2 kg nha. Mình hút chân không luôn để cho mọi người để cho nó được lâu. Đấy, thì 2 kg như thế này. Đấy, mọi người để cho nó lâu nha. Thì cứ mọi người cứ cho ăn đến đâu thì còn lại thôi. Đấy, đây là hạt rất là đẹp nha. Đấy, thì chia sẻ với mọi người là nếu mà mọi người cho ăn cái hạt này và cóm này á, mọi người cho nó ăn nhiều á thì nó rất là tốt nha mọi người. Đấy, thì cũng có nhiều anh em chia sẻ là tại sao chim mình nó chim của bạn nó nhanh đẻ, sao tại sao lại tóm thoáng lại đẻ rồi. Đấy, hay là chim của bọn bây giờ vẫn còn đẻ mà chim của tôi lại không đẻ. Đấy, thì nguyên nhân thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là do mọi người cho nó ăn không đủ chất mọi người ạ. Đấy, nếu mà không đủ chất ấy, thì là nó sẽ không được đẻ nhiều nha mọi người. Đấy, bởi vì nguyên nhân sâu xa là vẫn là do mọi người cho nó ăn đủ không đủ chất thôi. Thì mọi người cho nó ăn hoặc kê không, đấy, cho ăn hoặc kê không thì nó lại không đủ chất được. Đấy, như cái loại hoặc trộn đây á, thì bên mình làm á thì nó có nhiều loại. Đấy, nó đủ các loại hoặc hết mọi người. Đấy, thì mọi người cho nó ăn thì nó đảm bảo chất dinh dưỡng cho chim nha. Mọi người cho ăn thì rất là đảm bảo chất dinh dưỡng cho chim. Đấy, đấy. Còn đây là tre bồ nè mọi người nè. Đây là tre đây là để lót tổ chim nè mọi người. Một túi như thế này là có túi là 50 0,5 gom ấy mọi người. Đấy, có túi là 1 kg 2 kg. Đấy, mọi người có cần ấy thì lái về. Cái này là để nguyên liệu để cho mọi người lót tổ nha, để lót tổ cho chim yến nó chim nó đẻ. Đấy, đấy thì mọi người cần cái gì thì liên hệ cho mình. Chủ yếu là mọi người cho nó ăn đủ chất cóm, hạt và rau trứng. Thì chế độ ăn thì ở mấy video khác thì mình có chia sẻ rồi, trứng cho ăn như thế nào hay là rau cho ăn như thế nào. Đấy, còn hạt với cóm đây thì bắt buộc là mọi người thường xuyên cho ăn đi, nó tốt mọi người ạ. Đấy, nó đảm bảo cái chất cho con chim mình nó phát triển. Đấy, thì cái hạt đây thì mọi người cho nó ăn ấy. Bây giờ mọi người mua con chim vài triệu bạc thì mọi người nên đầu tư một ít hạt, một ít cóm. Thật ra như cái túi hạt như thế này nó ăn lâu lắm mọi người ạ. Mọi người nuôi nhiều thì không nói, với mọi người nuôi một con, hai con, năm ba con gì thì bấy nhiêu đây nó ăn rất là lâu nha. Như thế này thì mọi người về trộn thêm hạt kê vào nữa. Đấy,
thêm hoặc kê vào nữa thì là nó đảm bảo hơn nha. Cái này nó không có hoặc kê. Mọi người như 2 ký này, mọi người trộn thêm nửa ký hoặc kê vô nữa là được. 2 ký này là nửa ký hoặc kê nữa là được nha. Đấy, là mọi người cho nó ăn thì nó đảm bảo chắc cho mọi người, đảm bảo chắc cho con chim của mình. Đấy, mình mua con chim vài triệu bạc nhưng mà về mình chăm thờ, lúc đầu thì nó can đấy nhưng mà sau này là còn ngày nó còn xuống mọi người ạ. Đấy, bởi vì về mọi người cho nó ăn không đủ chất, mà hầu như chất của nó là gì đâu thì cũng chỉ là cái hạt đấy thôi mọi người, bởi vì cái thức ăn chính của nó là hạt mà. Đấy, mọi người cho nó ăn cái hạt nhập khẩu này, cái hạt nó tốt đấy, chim nó phát triển tốt thôi đấy. Vì cóm và hạt đây thì bên mình dùng cái gì thì mình cũng chia sẻ với mọi người như thế thôi. Đấy, chủ yếu là mọi người trong quá trình chăm sóc ấy thì mọi người chọn lạc thôi. Đấy, mọi người thấy đúng thì mọi người làm theo thôi. Còn nhiều anh em thì vẫn có nhiều anh em nuôi theo cái hướng của mọi người, nhưng mà nếu mà cái hướng của mọi người nuôi mà nó tốt ấy thì không nói nha. Còn như như cái mình đang nuôi mà nó gặp cái trường hợp như con chim mà nó mắc lửa này, nó không có can này, nó ít đẻ này, nó đẻ 1 2 lứa rồi nó dừng này. Đấy, thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do là mình cho nó ăn không đủ chất nha mọi người. Đấy, không đủ chất thì nó dẫn đến là nó đẻ ra là cái vỏ nó rất là mỏng này. Đấy, không đủ chất đấy đó. Thì mọi người có nhu cầu thì mọi người liên hệ cho mình gửi cho. Cái này thì mình gửi bưu điện nha, mình gửi qua giao hàng ấy, người ta ship đến nhà luôn cho mọi người luôn đấy, nó ship đến nhà luôn cho mọi người luôn đấy. Rồi trong quá trình chăm sóc á, mọi người có vấn đề về gì mà về bệnh con chim á, bệnh á thì mọi người gọi cho mình hay là nhắn tin, mình có thuốc nha, mình có thuốc để trị đấy. Thì như chim mà nó hay bị đau bụng này, nó đi cào lỏng này đấy, thì chịu có thuốc để trị nha mọi người nha. Đấy, chịu có thuốc thì cái đó thì cũng trong quá trình mà trang chăm ấy thì mình vừa lao thì mình vừa có kinh nghiệm nhiều thôi đấy. Thì cái đó mọi người cứ 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 có gì thì cứ gọi cho mình đấy. Còn như thức ăn mà hiện tại mình đang có đây thì cũng là những cái mà đang có rất là phổ thông thôi đấy. Non mực này, non mực, cóm này, cóm hồng yến, hoàng yến, hạt trọn này đấy. Rồi thì nó cũng như thế thôi. Còn như cái này thì nó cũng có một vài cái tổ để sinh sản ấy. Đấy, như cái tổ sinh sản này mọi người ạ. À, đấy, đây là tổ sinh sản này đấy, mọi người có cần ấy thì mình gửi cho. Đấy, tổ sinh sản cái đây thì mọi người cứ về cứ đặt cái tre đây, đặt cái tre bò đây, đây vào trong tổ đây thì là chim nó sẽ tự vào nó làm tổ nha mọi người, cứ đặt vào đấy là nó, chim nó sẽ vào làm tổ thôi đấy. Để mình sẽ làm mẫu cho mọi người một cái, để mọi người biết, mọi người làm theo nha. Đấy, đây là đợi một tí. Đấy, đây như đây là cái tổ chim này. Đấy, mọi người cứ lấy cái tre bò ấy, đây như lấy cái tre bò đây, đây tre bò đây thì mọi người cứ bỏ vào. Đấy, bỏ vào như thế này. Đấy, bỏ vào và mọi người tạo một cái lỗ chính giữa đấy. Đấy, đấy như vậy đấy, là mọi người để vào trong lòng ấy thì con chim nó sẽ tự động nó vào nó làm tổ nha, nó sẽ lồm theo cái lỗ tròn này. Đấy, mình cứ tạo cho nó một cái lỗ này rồi sau nó sẽ vô đây nó lồm nha mọi người nha, nó sẽ lồm vào trong 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 này nha. Đấy, rất là đơn giản luôn đấy. Thì mọi người cứ có gì thì nhắn cho mình. Còn nguyên nhân chủ yếu mọi người chăm con chim nó không đẹp hay là nó không đẹp rồi nó đẻ ít rồi thì nguyên nhân cũng chủ yếu là do mình cho ăn nó không đủ chất thôi.
không đủ chất, và nguyên nhân là chủ yếu là do cái hạt này mọi người. Mọi người cho nó ăn hạt kê rồi hay là nhờ hạt gì nó ít dinh dưỡng quá. Đấy. Thì nó lại như vậy nha mọi người nha. Đấy. Rồi có gì thì mọi người liên hệ cho mình. Đấy. Đấy, mọi người ạ. Đấy. Chiều này. Đấy. Chiều rất là nhiều nha. Đấy. Rất là nhiều. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho mình. Đủ các loại. Đấy. Rồi thì mình quay cho mọi người giới thiệu sơ qua cho mọi người những cái cách mà cho chim nó ăn những thứ gì đấy, và bổ sung những cái gì cho nó đủ chất đấy, đấy. Thì mọi người theo dõi và có gì thì cứ gọi cho mình sẽ chỉ cho đấy. Các loại bị đau chân này, bị đau này, nguyên nhân do sâu này đấy. Mọi người ít cho ăn trứng lại nha, đừng có cho ăn trứng nhiều. Ăn trứng thì một tuần mọi người cho ăn 1-2 lần thôi, và 1-2 lần dĩa cũng ít thôi, nửa quả thôi. Đấy, nửa quả nhỏ nhỏ thôi mọi người ạ. À. Mọi người cho ăn nhiều là nó rất là dễ bị đau chân nha. Ừ. Chủ yếu là mọi người cứ cho ăn hạt này, hạt trộn này, tám này, lâu lâu thì một tuần hay là 10 ngày mọi người cho tám 1 lần này. Đấy, có thời gian là mọi người cứ treo cái chỗ nào mà nó có nắng một tí á, nắng buổi sáng một tí á là tốt. Đấy. Rồi mọi người cho tám này. Đấy. Và cứ cho ăn hạt thôi, chủ yếu là hạt với trứng với rau. Đấy. Thì đâu phải là lúc nào rau thì lúc nào cũng rảnh ấy, thì mọi người có rau gì thì mọi người cho nó ăn cái đó thôi. Còn cũng cho ăn thì cũng hạn chế thôi, cho nó ăn ít thôi mọi người ạ. Thì nếu mà mọi người cho ăn nhiều quá là nó đau bụng nha. Rau á, mọi người cứ cho một lá cải là được. Một ngày một lá cải nhỏ nhỏ là được rồi. Đấy, còn chủ yếu nó vẫn là ăn hạt và cơm đây thôi. Đấy. Chủ yếu vẫn là hai cái hạt và cơm thôi nha mọi người nha. Đấy. Mọi người mọi người cứ tham khảo, có gì thì mọi người liên hệ cho mình. Đấy. Mình có đủ các loại mà để chia sẻ cho mọi người, cho mọi người chăm con chim cho nó tốt nha. Đấy. Mình có đầy đủ các sản phẩm để chia sẻ cho mọi người. Đấy. Rồi xin cảm ơn mọi người nha, có gì thì mọi người liên hệ cho mình.